Em chào cả nhà nhé. Vườn Lan Trung Anh chúc mọi người một buổi trưa thật là vui vẻ. Hôm nay Trung sẽ lên video cho mọi người một cái dòng lan vũ nữ cực kỳ là đẹp mọi người nhé. Một dòng lan vũ nữ cực kỳ là đẹp luôn. Siêu ngồng hoa, hoa thơm và rất là xinh hoa. Gần như dòng hoa này quanh năm mọi người nhé. Vũ nữ ngọc nữ hoa thơm. Các mọi người đặt hàng thì vui lòng liên hệ có hotline của em Trung là 0978811190 hoặc liên hệ qua fanpage, qua kênh TikTok và YouTube Vườn Lan Trung Anh mọi người nhé. Hôm nay giới thiệu mọi người một cái dòng vũ nữ ngọc nữ xinh hoa đang sum xê hoa cũng như là bầu rất là to để mọi người sưu tầm với giá siêu yêu thương. Hàng này bình thường trên thị trường đang bán là 250.000 một chậu đến 280.000 một chậu. Thế nhưng hôm nay Vườn Lan Trung Anh tri ân cho mọi người giảm giá đặc biệt với giá là 199.000 một chậu. Một chậu to đẹp như này và rất là nhiều ngồng hoa mọi người này. Đấy, nhìn rất là siêng luôn. Đây, một chậu rất là to và dòng này hoa quanh năm mọi người nhá, hoa quanh năm. Đấy mọi người chơi đai dai quanh năm luôn và rất là đẹp. Dòng hoa này thơm và rất là dễ ra hoa mọi người nhá. Cứ cho ăn đầy đủ nắng, ăn đầy đủ phân thuốc là cây cho ra hoa luôn. Rất là đẹp một chậu này với giá là 199.000 một chậu. Và mọi người cố gắng đi đơn từ hai chậu dùng lại chung. Những cái chậu ngọc nữ đẹp như những bức tranh mộng mơ này. Đẹp như những cái bức tranh luôn này. Đấy, nhìn rất là uyển chuyển, nhìn rất là mềm mại và quyến rũ mọi người nhá. Cực kỳ quyến rũ. Thứ hai là dòng này là dòng vũ nữ ngọc nữ siêu hoa. Các bạn nhìn này. Những cái hoa nó rất là mềm luôn, bầu to bự nhá. Size này size big size mọi người. Đấy, chậu rất là to lùm và hoa rất là đẹp. Và gần như là hoa quanh năm mọi người nhá. 199.000 một chậu ngọc nữ hoa thơm. Ship toàn quốc bên em là 35.000. Đặc biệt bác nào mà đi đơn từ 3 chậu, đi đơn từ 3 chậu thì em sẽ hỗ trợ mọi người bao ship nhanh. Đấy, đi đơn từ 3 chậu này bao ship các bạn nhìn này. Bạt ngàn ngọc nữ này, hoa xinh lắm, hoa quanh năm luôn. Và dòng này rất là dễ thuần, dễ chăm mọi người nhá. Siêng hoa, hoa gần như là quanh năm cho mọi người sưu tầm. Đấy. Bác nào mà chưa sở hữu cái dòng ngọc nữ này thì mọi người nên sưu tầm cho mình 1 đến 2 chậu để mọi người lựa chọn cho mình những cái chậu ngọc nữ đẹp để về trưng hoa, chơi hoa rất là mê. Bác nào đặt chỉ cần đặt ở phòng khách hay phòng làm việc những cái chậu ngọc nữ hoa thơm này, em là mọi người ngất ngây luôn, thơm như mùi nước hoa sô cô la luôn mọi người này. Mùi mỗi hoa luôn, rất là đẹp này. Đấy, mê mẩn luôn mọi người nha, mê mẩn luôn. Với những cái chậu ngọc nữ này các bác mà chỉ cần tầm 3 chậu thôi. Bác nào mà thích chơi say bức sai mọi người chỉ cần 3 chậu thôi là được một cái chậu ngọc nữ to đẹp như này. Đây này. Đấy, rất là xinh luôn, cây này bầu này. Đấy, hàng thuần than mọi người nhá, hàng thuần than về mọi người chỉ việc cho vào chậu thôi là được những cái chậu ngọc nữ rất là xinh và đẹp như này mọi người này. Bê lắm mọi người. Đấy, bác nào chốt ngọc nữ comment cho em là ngọc nữ nhá, với giá 199. 199. Các nhà đặt hàng nhớ vui lòng liên hệ qua hotline của em Trung là 0978811190 hoặc liên hệ qua fanpage của kênh TikTok và YouTube Vườn Lan Trung Anh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em xin phép chào mọi người.